Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dùng xe khách, xe đặc chủng đưa 600 người kẹt ở Chốt về quê. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thống kê và lên danh sách được khoảng 600 người tại Chốt có nhu cầu về quê. Thành phố sẽ dùng xe khách, xe đặc chủng đưa người về trong ngày. Ngày 1 tháng 10, trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi họp bàn đã lên phương án Công an thành phố sẽ phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải thành phố dùng xe khách, xe đặc trùng đưa người dân tại chốt cửa ngõ có nhu cầu về các tỉnh miền Tây. Theo ông Giang, Công an thành phố đã thống kê và lên danh sách được khoảng 600 người tại chốt có nhu cầu về quê qua hình thức viết phiếu. Xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải trong ngày. Sáng ngày 1 tháng 10, lực lượng chức năng đề nghị người dân đang có mặt tại chốt tập trung, đứng phân theo từng tỉnh thành để lên phương án đưa về quê. Người dân cũng được phát bánh mì và nước suối để ăn sáng. Trước đó, ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã gỡ bỏ các chốt chặn nội ô. Hàng nghìn người từ thành phố chạy xe máy chở theo đồ đạc lình kỉnh về quê ở miền Tây. Khi đến quốc lộ 1, khu vực thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, giáp danh tỉnh Long An, họ bị lực lượng chức năng chặn lại. Lực lượng chức năng tuyên truyền yêu cầu người dân quay trở về nơi cư trú, tuy nhiên nhiều người vẫn cố bám trụ, chờ được thông qua chốt để về quê. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền yêu cầu người dân quay trở về nơi cư trú. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn cố bám trụ chờ được thông qua chốt để về quê. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng ổn định tình hình, phát nước thức ăn cho người dân. Đêm qua hàng trăm người vạ vật tại chốt chặn, nhiều người đã trả phòng trọ, hết tiền nên không biết đi đâu. Trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời tối ngày 30 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chia sẻ sau khi nới lỏng giãn cách mong muốn về quê là tâm trạng phổ biến của người xa nhà thời gian dài. Tuy nhiên, việc người về có nguy cơ lây lan dịch ra địa phương gây quá tải hệ thống y tế nên thành phố khuyến khích người dân ở lại vì cần người lao động. Trước đó trong buổi họp báo sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cũng lưu ý người dân phải di chuyển theo tổ chức và không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác. Thành phố cho phép những trường hợp cấp thiết đi lại liên tỉnh phải theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải thành phố.